Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ và đặc biệt là âm thanh độc lạ mang giá trị sưu tầm. Thì trong clip này thì Khôi giới thiệu đến anh em một cặp loa nằm trong những cái tiêu chí đó, cặp loa hết số hay còn gọi là trùng cuối, rồi khủng long, tất cả các tên gọi gì cũng đều phù hợp với cái cặp loa ngày hôm nay. Cặp loa đến từ thương hiệu của Marantz Imperium 9. Đây còn là đời hết số trong cái dòng Imperial này em nhé. Thì trước giờ trên thị trường những người chơi hay gặp nó là Marantz 7, Marantz 8 và cái đôi Marantz 9 này rất hiếm có, vẫn có nhưng mà vài năm trở lại đây thì ít khi gặp anh em, tại vì nó to, nó nặng và đặc biệt là nó là hàng công Mỹ, đấy là Marantz Mỹ anh em nhé, chứ không phải là Marantz Nhật. Nên ít khi ship về được cái này đó, nên anh em nào mà thực sự là người yêu thích sưu tầm thì không nên bỏ lỡ cái cơ hội này, vì hôm nay loa cực đẹp và đặc biệt là giá rất là tốt, giá rất là tốt. Thì anh em mới nhìn qua mà nếu như mà không thấy cái tem á thì anh em sẽ thấy nghĩ đây là một cái cặp loa nó giống với hãng Tannoy Kingdom anh em đó, nó tầm cỡ vậy, nó to và thiết kế rất đẹp. Thì cái cặp này nó muốn nằm ngang cũng được anh em, nằm đứng cũng được, nhưng mà theo cái thiết kế của nó sẽ nằm ngang, nhưng mà Khôi thì Khôi lật lại để cho anh em cùng xem cho nó đẹp ha. Đó, mình cùng ngắm nhìn qua một chút, toàn bộ là gỗ lạc, mặt trước của gỗ lạc luôn này. Rồi Khôi gọi lưới ra anh em ha, đây Khôi sẽ gọi lưới ra luôn để anh em cùng xem được cái phần bên trong ha. Đó, loa rất là đẹp đây, nhìn các cái đường gỗ này, ha, gỗ chắc chắn này, gỗ lạc ha, cái mặt trước họ vát lại rất là đẹp. Nhìn nè, tôi sẽ quay cho em xem nhìn nhiều hướng ha, nhiều hướng ha. Rồi, lấy cái căng ra ngoài luôn đó, để em thấy được là cặp loa nó còn vuông vức, còn đẹp ha. Đó, tuyệt vời nè, tuyệt vời ha. Đó, bỏ xuống luôn, quay rất là kỹ lưỡng để em cùng xem, tí nữa cái mặt đít thì tôi sẽ quay lại quay sau ha. Rồi, về thiết kế nè, đầu tiên nói về thiết kế đi ha, để anh em nắm được đã. Thì nó thiết kế hai bát giấy gân vải anh em, dùng loa cổ nhá, hai cốt server dưới này, chỉnh dãy trên đó, chỉnh mic và chỉnh chép anh em ha. Đây là cái tem của hãng đó, anh em nhìn này, bát giấy gân vải, bát rất là sâu và mềm nè. Đó, ok ha, rất là đẹp. Cái bát này bát màng xanh anh em lưu ý ha, bát màng xanh râu lồi này, mũi giấy đó. Bát này chứa tẩm dầu nhưng mà nó vẫn còn mềm anh em, tại vì đây là cái loa về từ Mỹ anh em nha, lưu ý. Marantz là thương hiệu của Nhật nhưng cái đời này là đời Mỹ, đời USA, anh em lưu ý cho Khôi ha. Rồi đây, sử dụng hai chép. Cái chép này thì là mấy lần trước Khôi có nói đó, nó sử dụng chung với các cái hãng Antet vân vân. Đó, cùng là chép giấy nhưng mà tiếng rất là hay, cụ tròn anh em nha, chứ không phải là cụ vuông. Rồi, đây. Nó sẽ có là 1 2 3 4 4 cái mic đây này, cái đi lo mic ha. 4 cái mic. Mic này thì gân mút thì đã thay rồi anh em. Đó. Rồi. Hai cái lỗ hơi rất to, lỗ hơi này. Thì cái cặp này nó sẽ có công suất, nó sẽ đánh ra trầm rất là tuyệt vời. Đó, tương tự bên này nè. Toàn bộ cụ loa, cụ mic, cụ chép Khôi bao zin em tuyệt đối nha. Bao zin 100%. Đó. Rồi. Ok, đó về các cái thông số nó là như vậy nha. Đó, thì những ai mà chưa chơi thì mình sẽ tìm hiểu thêm. Đó, những ai mà đã nghe qua những cái model Marantz 7, Marantz 8, Imperium á thì anh em sẽ yên tâm về cái chất âm. Đó, là mình yên tâm về chất âm. Đó. À. Rồi, ok thì đó là về cái hình thức, về cái kết cấu ha. Đó, thì đây tôi sẽ để máy xuống, quay cho anh em một chút xíu về bên sau. Đây. Đó. Các thứ là vuông vức anh em nha. À, không có bị bể nở ha. To nhưng mà vẫn đảm bảo vuông vức. Đây, đây cái cọc loa của nó là mình có thể mở ra anh em hoặc là cắm bắp chuối vào đều được ha. Đều được. Đây anh em nè. Đó. Marantz Imperium 9 ha. Đây. USA anh em nha. Có chữ USA đàng hoàng này. Thì các cái thông số của nó nằm ở đây anh em, 8 ohm ha. 8 ohm. Thì cái tần số của nó này 30 hertz cho tới 18 kg ha. Đó. Rồi, bên này có cái code server này,
frequency á của server 6 chấm hệt và 3100 hệt. Thì cái code có chỉnh ở trước này, thì những cái đó là thuộc về chuyên môn. Thì những ai mà ui, đây loa rất là đẹp đây, quay kỹ lưỡng rõ ràng ha, để anh em cùng yên tâm để khi mình mua hàng về nó đẹp đó, để vừa chơi và sưu tầm đó. Thùng này là mộc mạc luôn đó. Chung là khá ổn đây nè, cho một cái cặp loa to như thế này đó. Thì cái hãng Marantz á, thì chia sẻ với anh em mình cũng nói chuyện luôn là nó không quá nổi tiếng, nhưng mà là nổi tiếng tại thị trường Việt Nam, nhưng mà những ai mà biết chơi và am hiểu nó thì nó vẫn là hay nha. Thì loa Nhật đã hay rồi mà sản xuất cho Mỹ thì nó càng hay hơn. Cái thương hiệu Marantz thì nó nổi tiếng về âm ly, các dòng loa thì nó không có quá nhiều để người chơi tại Việt Nam mình so sánh, gọi là so sánh về chất âm á đó, nên nó không nổi tiếng thôi, chứ nghe thực tế thì nó vẫn rất là hay. Có thể là cái thương hiệu nó không ăn khách anh em nhé. Rồi về phối ghép thì phối cũng đã ghép vài lần rồi đây. Có thể trước đó phối ghép với Geo có công suất lớn nha, lưu ý là công suất lớn chút. Ghép với Kangoo có, rồi ghép với gì Realtek có, rồi hôm nay cô sẽ ghép với một cái con concept ha, ghép với một cái con concept để cho anh em cùng nghe thử. Ai tặng cho em cánh hoa và ai
bài ca nốt bài ca câu hát buồn ru lòng ngày đêm đêm nức nở nhớ anh phương trời hỏi anh biết hay không buồn thương em chờ mong người anh trai lạc hương chắp tay em nguyện cầu ngày về trọn mùa hè vắng anh cũng thành đông dài thiếu anh mùa thu cũng vương mây nghe buồn dâng lên ý thơ hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng dâng lên ý thơ hỏi anh có nhớ ngày xưa hai đứa cùng chung dệt mộng mơ thì vẫn là một cái ca khúc nhạc vàng của Thúy Hà, thì anh em đã nghe rất là nhiều, nghe hàng trăm clip của Tết rồi, để anh em có một cái sự cảm nhận và một cái sự so sánh nhẹ ở trên YouTube này nhé. Thực tế thì nó sẽ không có đạt được cái quay trên điện thoại, thì nó sẽ không đạt được cái yêu cầu về chất âm, tại vì phòng học của Khôi là này đây nè, anh em xem mình không có một cái cách âm này, không có một cái gì hết nha, đây là cái trần nhà này đó, nên là không có một cái thiết bị ghi hình ghi âm nào khác hết á, ngoài trừ là một cái điện thoại iPhone vừa nghe vừa trả lời tin nhắn vừa quay clip đó, nên là anh em mà nghe thử trên này mà cảm thấy nó hợp tai có chút ấn tượng thì thực tế nó sẽ rất là hay, là lúc đó là mình yên tâm mình mua ha. Rồi vì đây là một cái cặp loa sưu tầm này thì nó sẽ có cái mức giá phù hợp với những ai yêu thích nó ha. Giá thì luân quanh 40 triệu thì tính ra thì nó chỉ có hơn chút xíu so với JBL thằng hàng, bằng cái thằng hàng so với Bione mà 99A thì nó rẻ hơn rất là nhiều, cặp đó bây giờ nó cũng 50 rồi. Nhưng mà nói về chất âm, nói về cái độ hiếm thì có khẳng định với em cặp này hơn hoàn toàn luôn, hơn cả độ hiếm, hơn cả chất âm, vì nó đa năng được nhiều thể loại nhạc. Rồi nói chung là những cái phần khác thì anh em tìm hiểu, cảm nhận và chia sẻ thêm. Khôi chỉ nói vậy tại vì nói nhiều quá là đụng chạm những người khác đang chơi. Có nhu cầu thì liên hệ với Khôi để mình cùng giao lưu ha. Ở xa thì chuyển khoản hoặc chuyển cốt 3 cọc trước 30% cũng đều được. Ở Sài Gòn thì anh em tới xem, tới lấy thì Khôi vẫn bảo ship được nha. Cặp này phải kêu xe lên nha. Rồi, Khôi cảm ơn lần nữa và chúc tất cả anh em lựa chọn được một hành lý. Nhớ đăng ký kênh và chuông để theo dõi những cái sản phẩm mới mà Khôi sẽ đăng ra hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.